đình chúng tôi rất là hài lòng về công ty của Tân Á đã thiết kế cho gia đình chúng tôi để hoàn thiện một ngôi nhà rất là vừa ý. Các bạn thân mến, nếu bạn đang tìm kiếm mẫu biệt thự nguy nga để khẳng định cá tính, phong cách của bản thân thì có thể tham khảo mẫu thiết kế dưới đây của Tân Á. Mẫu biệt thự 3 tầng mái Nhật của gia đình chủ Thìn vô cùng đẹp mắt và sang trọng. Xin mời các bạn cùng theo dõi. Biệt thự 3 tầng mái Nhật gây ấn tượng mạnh mẽ với hình khối đồ sộ bề thế. Trong phong cách hiện đại, mẫu nhà được thiết kế theo tỷ lệ kích thước tiêu chuẩn, tổng thể là sự hài hòa, tinh tế. Tông màu chủ đạo của biệt thự là màu trắng kết hợp với màu xanh than của hệ mái Nhật, tạo nên vẻ đẹp sang trọng, đẳng cấp cho ngôi nhà. Đây là những gam màu đang rất được ưa chuộng hiện đại và không bao giờ lỗi mốt. Hướng mắt lên tầng 2 là ban công, được thiết kế so le với tầng 1, chính là sự khác biệt tạo nên nét đẹp bề thế. Lan can được làm bằng sắt nghệ thuật phun tĩnh điện màu vàng, vừa đẹp vừa sạch sẽ, không bị hoen gỉ hay đổi màu dù có chịu đựng các yếu tố thời tiết mưa nắng. Toàn bộ cửa sổ được làm bằng chất liệu nhôm kính sinh pha cao cấp, chất liệu này góp phần tạo nên sự sáng sủa, sang trọng cho ngôi nhà. Hệ thống đèn led âm trần bố trí khắp ban công tầng 2 và mái tầng 3, cung cấp ánh sáng khi trời tối, còn tạo thêm hiệu ứng lung linh, lộng lẫy cho căn biệt thự. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau vào khu vực và khuôn viên bên trong của ngôi nhà để khám phá các bạn nhé. Cổng thì được làm bằng cổng nhôm đúc, tạo nên sự sang trọng và bề thế, khẳng định đẳng cấp của gia chủ. Bậc ngũ cấp được lát đá granite sang trọng, giúp ngôi nhà luôn được cao giáo, bề thế và sang trọng hơn. Khu vực phòng khách không giống các phong cách khác, mẫu nội thất đẹp này được thiết kế theo một cách hiện đại, có phần đơn giản, bớt rườm rà nhưng vẫn thể hiện được sự tinh tế và trang nhã. Tại phòng khách được đặt bộ bàn ghế bằng gỗ đặc với những chạm khắc đẹp mắt, tạo điểm nhấn cho không gian này, điểm thêm các lọ hoa, cây cảnh, tạo nên nét sinh động, tinh tế cho không gian phòng khách. Còn hệ thống phòng bếp thì được làm bằng chất liệu gỗ tự nhiên cao cấp, nhằm tạo một không gian thoáng đãng, mang đến niềm vui, hạnh phúc cho tất cả các thành viên trong gia đình. Các phòng ngủ được bố trí đầy đủ các trang thiết bị nội thất và đặc biệt là có hệ thống cửa sổ, giúp cho phòng ngủ luôn được sạch sẽ, thông thoáng, đón ánh sáng của tự nhiên một cách tối ưu nhất. Phòng thờ là nơi khá đặc biệt nên việc lựa chọn màu sắc cũng phải kỹ càng, không thể tùy hứng thích sử dụng màu nào cũng được. Nếu như các bạn có nhu cầu thiết kế nhà thì hãy đừng ngần ngại nhấc máy lên và gọi ngay hotline cho chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.